tại bản Giá Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên. Hiện có 84 hộ gia đình với trên 500 nhân khẩu đang thực hiện cách ly y tế vì có bệnh nhân mắc COVID-19, nên nhiều hecta lúa nương đã đến vụ mà vẫn chưa được thu hoạch. 30 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên được điều động giúp các hộ gia đình thu hoạch lúa nương. Mặc dù địa hình sườn dốc cao, nhưng với tinh thần khẩn trương, không ngại gian khó, hơn 25 hecta lúa nương của bà con đã được cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 nhanh chóng thu hoạch. Dự kiến sau khi các cán bộ chiến sĩ thu hoạch xong, diện tích lúa trên nương bản Gia Phú A sẽ chuyển sang thu hoạch tại bản Gia Phú B. Đây là việc làm thiết thực, kịp thời giúp đỡ bà con huyện Điện Biên lúc khó khăn, đồng thời động viên tiếp sức cán bộ nhân dân địa phương, nỗ lực cố gắng chiến thắng dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.